Từ đầu năm đến nay, Việt Nam có khoảng hơn 115.000 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện số ca sốt xuất huyết cũng đang gia tăng tại các tỉnh thành phía Nam. Để chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết, nhiều nơi đã tiêm phòng khi vaccine sốt xuất huyết về Việt Nam, đặc biệt là tại các khu công nghiệp có đông công nhân. Hơn 300 công nhân tại khu công nghiệp Mai Trung, tỉnh Bình Dương đang được tiêm phòng sốt xuất huyết. Nhiều người như anh Trường đã từng mắc sốt xuất huyết nên hiểu rõ nguy hiểm của bệnh. Ngay sau khi được thông tin tiêm ngừa miễn phí, anh nhanh chóng đăng ký đi tiêm. Mình bảo vệ sức khỏe mình hơn, tại vì mỗi lần mà mình bị sốt xuất huyết bên ngoài, chi phí điều trị họ rất là cao. Cho nên người ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng thì vẫn hơn, tại vì khi mà bị vậy đó, người nó mệt lắm, mà cũng nguy hiểm nữa. Các công nhân trải qua các bước thăm khám, tiêm ngừa và theo dõi sau tiêm kỹ càng. Với đặc thù môi trường làm việc đông công nhân tại các khu công nghiệp, sốt xuất huyết có thể bùng phát ảnh hưởng đến sản xuất. Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, thời gian qua, khi vaccine sốt xuất huyết có mặt tại Việt Nam, nhiều đơn vị đã chủ động đặt lịch tiêm ngừa cho người lao động để đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài. Những người mắc sốt huyết là 80% người ta sẽ không có triệu chứng trên lâm sàng, nó chỉ có những cái triệu chứng sốt bình thường thôi. Sốt huyết nó không trừ một lứa tuổi nào hết, từ trẻ em đến người lớn. Và người lớn thì là một cái đối tượng mà chúng ta cần phải được bảo vệ về sức khỏe, tại vì người lớn trong độ tuổi lao động lại càng phải được bảo vệ. Mỗi năm, trung bình nước ta có hơn 100.000 ca mắc sốt xuất huyết, nhiều trường hợp tử vong. Theo các chuyên gia, ai cũng có thể mắc sốt xuất huyết, một người cũng có thể mắc 4 lần. Hiện các vaccine sốt xuất huyết có thể dự phòng cả 4 tuýp, do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân có thể chủ động tiêm ngừa để phòng bệnh. Đồng thời, các giải pháp diệt lăng quăng và phòng chống muỗi đốt cũng được thực hiện song song để giảm gánh nặng do bệnh sốt xuất huyết.